Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Tuấn Võ Tâm Linh Định Hướng và Chữa Lành. Và đầu tiên thì Tuấn xin gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc cho tất cả mọi người vì đã luôn theo dõi, đồng hành cũng như là gieo duyên hỗ trợ cho kênh một phát triển và hoàn thiện nhiều hơn nữa. Tuấn thì vẫn nhận trả bài riêng ở bên Zalo nhé. Tất cả những hình thức liên hệ thì Tuấn sẽ để chi tiết dưới phần mô tả và mọi người có thể tìm thêm dưới đó. Ngoài trời hôm nay mưa hơi to thì không biết là mọi người nghe có rõ không, mọi người chịu khó một chút nhé. Tuấn sẽ cố gắng nói to hơn. Và chủ đề của ngày hôm nay đó là lối thoát nào cho câu chuyện ba người. Đấy. Với những bạn đang gặp tình huống mối quan hệ liên quan tới một yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ ba ở đây, người ở đây không nhất thiết là chỉ là người mang tính gọi là con người nhé. Đấy, mà người ở đây còn có yếu tố thứ ba ở đây còn có thể là về một cái yếu tố thực tế, đấy, một cái rào cản thực tế nào đó trong cái thế giới vật chất này cũng ảnh hưởng nữa. Thì dù là người thật hay là một cái yếu tố vật chất đấy, thì chúng ta sẽ cùng xem rằng là lối thoát nào cho câu chuyện ba người. Và câu nếu mà ở đây là liên quan tới ba người đấy, ảnh hưởng trong mối quan hệ, thì chúng ta sẽ tìm ra lối thoát cho cả ba người đó nhé, chứ không phải là chỉ có hai người có tình cảm với nhau. Cả người ở giữa mà gọi là không nhận được tình cảm ấy, đấy, thì người đấy cũng cần phải nhìn ra bài học và lối thoát nào cho cả người đó nữa. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của trải bài ngày hôm nay nhé. Vì đây là một trải bài chung, với chắc không đúng với tất cả mọi người được, nên là các bạn đón xem với tinh thần vui vẻ và giải trí thôi ạ. Được ạ. Trước tiên thời điểm này cái tình huống mối quan hệ ba người của các bạn đang như thế nào đây, rõ ràng. Một người mang năng lượng vua kiếm. Đấy. Vua kiếm thì sẽ là một cái người rất là thông minh, sắc bén, tư duy tầm nhìn rất là xa, cao, tài năng, đấy, khả năng ăn nói, giao tiếp, sử dụng ngôn từ. Đấy. Luân xa, cổ họng phát triển tốt, đấy, khả năng sử dụng ngôn từ hoặc là giọng hát hoặc là sử dụng, nói chung là qua cái giọng nói của mình ấy, qua cái âm thanh phát qua cái giọng nói của mình ấy, các bạn có thể sử dụng nó rất là tốt. Nhanh nhẹn, tự tin, thẳng tính, tài ngoại giao gọi là xuất thần luôn. Nhiều bạn ngoại giao ở đây cực kỳ tốt, hoặc là những cái bậc trí giả có cái tầm nhìn rất là xa, vượt thời đại. Đấy. Có góc nhìn cực kỳ sắc bén, độc đáo. Và mình thấy rằng là cái thời điểm này là các bạn đang gọi là ở trong những cái tình huống mà đòi hỏi, không hẳn chỉ là đòi hỏi mà nói chung là các bạn đang để cái năng lượng của tâm trí, các bạn đang phân tích bằng đầu óc. Đấy. Giữa cái tình huống yếu tố ba người này, các bạn sử dụng đầu óc phân tích lập luận, đấy, được mất hơn thua đúng sai bằng đầu óc hơi mạnh nhá. Và chính cái thời điểm này cái năng lượng khí nó đang làm cho các bạn chưa thực sự đưa ra được cái góc nhìn đúng đắn phù hợp cũng như là cái quyết định, đấy, tốt nhất cho mình cũng như là cho người trong thời điểm này. Các bạn đang ở trong cái trạng thái ngồi thôi, suy nghĩ thôi, đấy, lo lắng hoang mang thôi. Cái năng lượng khí này còn trội với cả vua nó tính dương nữa, nên là cái thời điểm này cái năng lượng dương của các bạn hơi mạnh. Đấy, có vẻ như các bạn đang đứng trước một cái đây, một linh hồn mang cái năng lượng linh hồn tri kỷ, gia đình linh hồn định mệnh, đấy, thậm chí là ngọn lửa song sinh. Đấy, đây có thể là người cũ từ quá khứ của các bạn đã quen biết trong quá khứ đến bây giờ gặp lại nhé. Có một cái cảm giác đặc biệt thổi bùng lên, một cái cảm giác đặc biệt trong cái thời điểm này, hoặc đây là một người mới nhưng mà khi kết nối cho các bạn một cái sự gần gũi thân thuộc, đấy, vượt ngoài mọi cái lý giải thông thường. Dù là các bạn đã gặp trực tiếp người này hay chưa, hay là mới chỉ gọi là biết người này qua một hình thức trung gian nào đó, hoặc là gọi là giao tiếp qua mạng xã hội thôi, đấy, thì các bạn đã có những cái suy nghĩ nhớ nhung, cái kết nối rất là đặc biệt với người này rồi. Đấy, ở các bạn tìm được rất nhiều những cái điểm chung nhé, kiểu như những cái người tri kỷ từ quá khứ gặp lại ấy, bởi vì vốn dĩ các bạn thực sự là những tri kỷ nhé, thậm chí là còn là những cái thành viên trong gia đình linh hồn của nhau cơ. Đấy, đã đồng hành với nhau trong nhiều kiếp sống cơ, học rất nhiều bài học quan trọng với nhau cơ. Đấy, thì một lần nữa đủ duyên đủ số đến thời điểm này các bạn được gặp lại nhé, để cùng nhau học tiếp và hỗ trợ nhau làm một cái gì đó. Đấy. Và cái đối tượng này cho các bạn rất nhiều cái cảm xúc năng lượng của ly này,
năng lượng của cảm xúc này, của cái sự sâu sắc này, đấy, đồng điệu này, thấu cảm này, chữa lành này. Bên ngoài mặc dù các bạn vẫn còn tỏ ra hơi lạnh lùng, đấy, sắt đá hoặc là chưa có cái động tĩnh gì, hơi gọi là đeo mặt nạ vỏ bọc, nhưng thực ra bên trong của các bạn thì cái nỗi nhớ, cái cảm xúc nó đã cồn cào lắm rồi. Đấy. Thậm chí là đã gọi là có những cái kế hoạch dự định hoặc là những cái tư tưởng đấy, cho những cái viễn cảnh tương lai được không? Đấy. Không còn nếu mà những cái bạn nào mà là những người cũ ấy, thì lục xem đi xem lại những cái ký ức, kỷ niệm, hình ảnh đấy, hoặc là những cái thông tin người này viết, chia sẻ đấy, trên mạng xã hội, nói chung là có cái năng lượng tư tưởng hướng về người này rất là nhiều, cả tâm trí và cả cảm xúc đều hướng về đối tượng này, nhưng có vẻ như là về cái mặt thực tế thì các bạn vẫn đang bị một cái thế giới vật chất này nó trói buộc nhé. Thế giới vật chất này đây có thể là liên quan tới, như mình nói rồi, nó là một cái khía cạnh cố hữu trong cái cuộc sống của các bạn, có thể là về công danh sự nghiệp, tiền bạc, có thể về gia đình. Đấy, về văn hóa sắc tộc, quan niệm chuẩn mực nào đó, hoặc đây còn có chính là gọi là cái cảm giác, cái hàng rào bên trong của các bạn ấy. Đấy, các bạn cần những cái điều này để cho các bạn cảm giác an toàn vững vàng ấy. Các bạn sợ rằng là các bạn thay đổi thì các bạn sẽ mất hết, các bạn không có gì đấy. Nếu mà đi theo cái tiếng nói của con tim, của cảm xúc rồi thì các bạn sẽ mất hết, các bạn không có gì, các bạn gọi là nói chung cái nỗi sợ, cái cảm giác mất, thiếu an toàn, cảm giác gọi là lo lắng về cuộc đời, về thế thái nhân tình của các bạn rất nhiều nhá. Đấy nó là cũng là một cái khía cạnh rất lớn ảnh hưởng tới cái quyết định của các bạn, cũng là một gọi là một yếu tố thứ ba nhá. Bên cạnh đó đây cũng có thể là một người đấy, cái người này thì cái kết nối giữa hai bạn ấy nó sẽ thiên về cái kết nối mang cái tính hình thức là nhiều, hoặc là cái cảm giác gọi là nhìn vào thì thấy nó là một cái gì đấy mang cái hình thức gia đình này, mang cái hình thức ổn định vững vàng trong cái thế giới vật chất này, nhưng thực ra ấy, mỗi người đều nhìn cái lưng của nhau thôi đấy, lưng này, với cả một người thì quay mặt đi này. Nói chung là các bạn không thực sự có cái sự thấu cảm, kết nối đồng điệu nữa rồi, mỗi người đã có những cái hướng nhìn khác nhau rồi nhá. Đấy, mỗi người đều có những cái lo toan bộn bề riêng, có những cái sự bất đồng riêng. Nhưng mà về cái sợi dây trói buộc giữa hai bạn thì nó vẫn chưa thực sự cắt được. Đấy, dù đây là người hay là đây là yếu tố thực tế thì các bạn vẫn chưa thực sự dám cắt bỏ, dám đứng lên, dám chuyển hóa, hoặc là dám gọi là lắng nghe tiếng nói của con tim linh hồn của mình nhé. Rồi, câu chuyện ba người ở đây đấy rất rõ nét đúng không ạ? Rồi một lần nữa nhé, khoảng tầm 70-80% thì đây sẽ là một người liên quan đến yếu tố thứ ba này sẽ là một người, còn khoảng 20-30% thì đây nó sẽ thiên về vật chất nhá. Đấy, một cái cảm giác an toàn nào đó trong cái thế giới vật chất này cho các bạn một cái vỏ bọc, một cái không gian mà các bạn tưởng chừng ở trong đấy các bạn an toàn đấy. Nhưng mà nó là thực sự là an toàn hay là nhà tù giam cầm thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn nhá. Bây giờ thì lối thoát nào cho câu chuyện ba người này? Rồi ạ, trước tiên, với những bạn mà đang trộn cái năng lượng tính dương hơi mạnh như thế này, dù các bạn ở bất kỳ giới tính nào nhá, câu chuyện trải bài ngày hôm nay có thể dành cho cả các bạn ở trong cộng đồng LGBT. Chủ yếu cái năng lượng của các bạn trộn là gì cái thời điểm này thôi. Thì với những cái bạn mà đang trộn cái năng lượng tính dương như thế này, phát ra cái năng lượng của khí, của đầu óc, của lập luận hơi mạnh như thế này, đấy, phân tích mọi thứ bằng đúng sai, lập luận lý trí như thế này, thì bài học hoặc là lối thoát nào dành cho bạn? Đấy, đầu tiên với các bạn thì các bạn cần phải tìm lại cái điểm cân bằng nhé. Đừng bớt cái tính dương lại, cái thời điểm này cái tính dương của các bạn hơi trội thì cần phải cân bằng lại vào bên trong. Đấy, tìm về cái sự cân bằng hơn cái tính âm. Đấy, đấy, cái sự nữ tính thiêng liêng, cái tính nữ thiêng liêng bên trong của mỗi người, mỗi linh hồn. Lắng nghe cái sự dẫn dắt của trực giác nhiều hơn, của cảm xúc nhiều hơn. Đấy, nhìn vấn đề, bài học, khó khăn, thử thách với cái góc nhìn thức tỉnh hơn, với cái con mắt cao hơn để nhìn ra bài học, nhìn ra ý nghĩa thông điệp muốn gửi tới mình là gì, từ đó nâng cấp, chuyển hóa, hoàn thành và bước đi nhé.
Và các bạn chỉ có thể giải thoát được khi các bạn cân bằng lại thôi, chứ các bạn còn tiếp tục duy trì cái năng lượng tính dương này, các bạn sẽ không bao giờ tìm được cái lối thoát nhé. Bây giờ cần phải cân bằng nhiều hơn và lắng nghe nhiều hơn nhé, lắng nghe tiếng nói bên trong nhiều hơn, cái thế giới nội tâm, cái người thầy vĩ đại bên trong của các bạn ấy. Đấy, cân bằng lại, cân cái cảnh bên ngoài của các bạn nó đang bấp bênh ấy, nó đang hỗn loạn, bởi vì cái tâm của các bạn nó cũng đang bấp bênh, đang hỗn loạn. Thế nên là cái thời điểm này các bạn cần phải tĩnh được cái tâm lại nhé, tìm lại về cái định ở bên trong của mình, tĩnh lại, cân bằng lại, thì tự khắc các bạn sẽ nhìn ra được vấn đề, nhìn ra cách giải quyết. Nhìn ra rồi thì phải có, sau khi nhìn ra rồi thì bắt đầu lúc đấy mới hành động này. Đây này, sau khi nhìn ra rồi nhé, thì lúc đấy bắt đầu mới cần phải có một cái sự vững vàng, rõ ràng, thực tế. Đấy, lúc này này, bắt đầu mới cần phải cái sự thực tế hơn nhé. Đấy, đây này. Để mà những cái thứ nhất là các bạn, nhiều bạn được khuyên đấy là cần có một cái kế hoạch, một cái hướng đi mới về mặt công việc, sự nghiệp, hoặc là một cái dự án nào đó mang cái tính thực tế thay đổi. Sau khi mà các bạn đã cân bằng được, lắng nghe được cái sự dẫn dắt bên trong, thì hãy thực thi, hãy thực hiện một cái hành trình mới, một cái lựa chọn mới, hoặc là một cái hành động mới mang cái tính thực tế, cam kết nào đó nhé. Đấy. Và nó phải xuất phát từ cái sự cân bằng nhé, thấu hiểu mình nhé, và lắng nghe được sự dẫn dắt từ bên trong rồi ấy. Đấy, thì lúc đó hãy bắt đầu đưa ra cái quyết định, hoặc là một cái kế hoạch, hoặc là một cái hành động rõ ràng nào đấy. Đây này, hành động mang cái tính dứt khoát hơn, lý trí hơn. Đây các bạn nhìn thấy không? Tất cả cái suy nghĩ của các bạn nó như cái vòng xoáy trôi lốc như này này. Đấy, cái hành trình bài học cũng vậy. Đấy, thì nếu mà các bạn không có những cái sự thay đổi bứt phá, thì các bạn cứ như cái vòng xoáy này, cứ liên tục xoáy. Đấy, các bạn không bao giờ có lối thoát. Cái chương mới nó tới, nhưng mà nó sẽ tiếp tục là những cái bài học cũ, bởi vì các bạn vẫn giữ cái tư duy cũ, cái năng lượng cũ, cái cách nhìn nhận cuộc đời, bài học cũ và cái cách hành xử cũ. Thế nên là rõ ràng cái vòng, cái chương mới tiếp theo đến, cái chu kỳ mới tiếp theo đến, nó vẫn chỉ là những cái bài học cũ thôi nhé, cái vòng lặp cũ thôi, nhưng mà nó sẽ lớn hơn, mạnh hơn, khắc nghiệt hơn, kinh khủng hơn, bởi vì cái tần suất lần một, lần đầu nó không đủ mạnh để tỉnh, để lần sau nó phải mạnh hơn mà. Đấy, còn nếu mà các bạn có những cái thay đổi quyết đoán hơn, dứt khoát hơn, đây là cái ánh sáng nó thoát ra từ cái tâm, từ cái trung tâm của vấn đề này. Đấy, từ cái gốc rễ của vấn đề này, thì các bạn tìm một cái lối thoát ngang ra. Đấy, các bạn hành xử khác đi. Đấy, không theo những cái mô tích cũ của tâm trí, của nỗi sợ, của những cái gì mà nó từ trước đến giờ các bạn vẫn hành động, vẫn lặp lại nữa. Đấy, thì đó chính là lúc mà các bạn có cái sự thay đổi hoàn toàn. Đây là đừng để cho những cái nỗi sợ, các bạn bị lo lắng, bị nỗi sợ nó chi phối quá nhiều. Từ năm kiếm này, đấy, từ những cái hỗn loạn, sự xung đột căng thẳng này, giữa trong và ngoài này, thì hãy tìm ra cái cân bằng trước. Từ cân bằng rồi thì các bạn sẽ nhìn ra vấn đề, xây dựng được kế hoạch và biết hành động như thế nào, xác định được mục tiêu, và từ đó phải đưa ra được cái sự quyết đoán vững vàng, quyết tâm để mà thực hiện cái mục tiêu đó. Hãy thay đổi cái vòng lặp này, cái vòng lặp này đi nhá. Đây này, các bạn đã sẵn sàng nhá, các bạn được khẳng định các bạn đã sẵn sàng để bắt đầu một cái chương mới, hành động đúng, thay đổi đúng. Và hãy sống thật hơn nhé. Thời điểm này lối thoát cho các bạn đấy là hãy sống thật hơn, hãy bộc lộ con người của mình nhiều hơn đấy. Hãy sống với tiếng nói bên trong rõ nét hơn, mạnh mẽ hơn đấy. Và hãy dám thể hiện mình đấy, nhiều hơn đấy. Nhiều bạn được thôi thúc đấy là cần làm một cái gì đấy gọi là mang cái tính khẳng định cái vị thế của mình, hoặc là mang cái tính lan tỏa nhiều hơn, bộc lộ con người của mình nhiều hơn ấy. Thì thời điểm này đến thời điểm rồi, cần phải làm rồi, cần phải hành động rồi nhé. Đấy, cái thời điểm mà cái ngọn lửa bên trong của các bạn, cái đứa trẻ bên trong của các bạn và cái linh hồn bên trong của các bạn khao khát được bùng cháy, được tỏa sáng và được gọi là hiển lộ ra trong cái thế giới vật chất này rồi nhé. Hãy hành động và hãy tôn trọng nó. Đây là thời điểm để các bạn nhìn ra bài học, chuyển hóa, chữa lành, đấy, buông bỏ đấy, và nâng cấp nhé. Đến thời điểm rồi, nhìn ra tất cả những cái nghịch cảnh, khó khăn, sóng gió mà mình gặp trong cuộc sống cũng như trong các dạng mối quan hệ đến, nó có ý nghĩa gì đấy, do nghiệp quả gì mà mình đã gieo đấy, mà nó gây ra đấy, và nó có ý nghĩa bài học giúp mình nhận ra cái gì, đi như thế nào đấy, thức tỉnh ra sao đấy. Hãy nhìn sâu hơn, nhận ra ý nghĩa cao hơn đấy, học hỏi, nâng cấp, chữa lành, chuyển hóa và hành động đúng. Đây này, các bạn được khuyên đấy là hãy theo đuổi đam mê của các bạn nhé. Ngọn lửa bên trong của các bạn đang thôi thúc các bạn điều gì, con tim của các bạn mách bảo điều gì, trực giác của các bạn khuyên các bạn như thế nào đấy. Thì thời điểm này là thời điểm được khuyên hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của mình mạnh mẽ hơn, cái ngọn lửa rõ nét hơn, nhưng nó phải xuất phát từ cái sự cân bằng rồi nhé, cân bằng tĩnh tại rồi, thì khi đó hãy hành động đúng,
dứt khoát và nhanh nhé. Cái năng lượng của khí nó cũng là cái năng lượng cần phải nhanh chóng hơn đấy, vững vàng hơn. Có thể cái giai đoạn trước các bạn nhìn được rồi, xác định được mục tiêu rồi, những cái năng lượng đất là cái năng lượng hơi trì trệ này, các bạn cứ có lý do này lý do kia để mà các bạn trì hoãn cái hành động này này. Đấy, đôi khi cái tình huống này nó sắp qua mất, cái cơ hội sắp qua mất rồi nhá, thì thời điểm này là cần phải quyết đoán nhanh hơn đấy, dứt khoát hơn. Đây này, theo đuổi sự lãng mạn, đối tượng nào, hướng đi nào, con người nào và con đường nào cho các bạn được cái sự lãng mạn yêu thương, cho các bạn được cái sự đồng điệu về mặt linh hồn, về mặt cảm xúc, thì đấy là cái mà các bạn cần phải cân nhắc, lắng nghe và tôn trọng nhé. Đây này, phân biệt. Bạn đang phát triển kỹ năng để phân biệt giữa tình yêu với nỗi sợ, giữa sự thật và ảo tưởng, thấy chưa? Các bạn sẽ phân biệt được giữa tình yêu với nỗi sợ. Đấy, một cái nó thiên về cảm xúc, đấy, một cái nó thiên về nỗi sợ. Đấy, tình yêu, cảm xúc và nỗi sợ, đấy, cảm giác an toàn trong thế giới vật chất này, các bạn sẽ phân biệt được. Và các bạn cũng sẽ phân biệt được sự thật với ảo tưởng. Một có những cái đấy, tưởng rằng nó là ảo, đấy, nó là xa vời mộng tưởng, nhưng nó lại là cái giá trị thật, nó lại là định mệnh nhé. Có những cái tưởng chừng nó là thực tế, nó là an toàn, nhưng đôi khi nó lại là cái ảo ảnh, nó lại là nhà tù trói buộc giam cầm nhé. Giam cầm không chỉ cho chính không chỉ cho chính các bạn, mà giam cầm cho cả chính cái người này nữa nhé. Hai bạn đều đang chính giam cầm nhau trong cái cảm giác an toàn ảo ảnh này. Đấy, cái cảm giác thực tế ảo ảnh này. Đấy, thì đây là cái thời điểm là hãy tin vào cái quyết định ban đầu. Đấy, những cái sự thôi thúc mạnh mẽ ban đầu của các bạn. Đấy, đặc biệt là với những cái bạn đang trội năng lượng đâu có nhỉ, đây, đang trội năng lượng vô kiếm như này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào những bạn trội năng lượng của 6 ly, những cái bạn mà có kết nối đặc biệt và có thể coi là định mệnh của hai bạn, được gọi là định mệnh của nhau. Thì định mệnh của cái người này, định mệnh của người vua kiếm này thì nên như thế nào? Tôi để đấy. Rồi, với cái người định mang cái năng lượng định mệnh của vua kiếm đây, định mệnh của vua kiếm đây và định mệnh của vua kiếm đây, thì thời điểm này là cái thời điểm các bạn cũng cần phải tập trung vào cho chính bản thân mình và cho cái ngọn lửa của mình, cái đam mê của mình nhé. Hãy tập trung thắp sáng cái thế giới tinh thần của mình, cái thế giới nội tâm của mình. Thời điểm này rất nhiều bạn nhé, phát triển trực giác, phát triển cái năng lượng của con mắt thứ ba của cái luân xa số 6 này. Nhưng các bạn nhạy cảm hơn, các bạn nhận được nhiều thông điệp hơn, các bạn cảm nhận rõ nét hơn về thế thái nhân tình, về bài học, hoặc là những cái giấc mơ, những cái thông điệp tâm linh nó đến với các bạn một cách nó thường xuyên hơn chẳng hạn. Đấy. Và bên cạnh đó rất nhiều bạn nhận được những cái nguồn năng lượng của lửa, của sự sáng tạo, của ý tưởng, hoặc là của những cái thôi thúc về nghệ thuật, của sự bùng cháy, muốn thay đổi, muốn làm một cái gì đó mới. Đấy, đúng hơn, thật hơn với mình ấy. Thì thời điểm này là cái thời điểm các bạn cần phải cân nhắc để mà phát triển cái ngọn lửa ấy một cách đúng đắn nhé. Tập trung cho bản thân mình. Đấy, hãy nhìn mọi thứ bằng cái con mắt của cái sự thông thái này, mà con mắt của cái sự sâu sắc thức tỉnh. Đấy, thậm chí nhiều bạn đấy còn có khả năng về tâm linh, đang khai mở năng lực về tâm linh ấy. Đấy, thì nhiều bạn rất phù hợp với cái con đường như vậy nhé. Hãy tập trung cho cái đam mê của mình, cho ngọn lửa của mình, chứ đừng đợi chờ ảnh hưởng phụ thuộc quá nhiều bởi cảm xúc, phải một cái đối tượng hoặc một cái nguồn năng lượng tiêu cực nào đó. Hãy tập trung cho đam mê của mình, cho ngọn lửa của mình, cho sự sáng tạo tuyệt vời của mình. Hãy là ngọn đuốc soi đường cho những cái linh hồn còn ở trong giai đoạn tối tăm cùng cực nhé. Đây này, sức mạnh bên trong của các bạn đang có một cái sự bùng phát dữ dội, thậm chí là ngoạn mục luôn nhé. Đấy, đang tuôn trào như suối nguồn luôn. Đấy, cái thời điểm này hãy phát huy cái năng lượng đó. Đấy, đây này, hãy theo đuổi cái đam mê của các bạn, cái ước mơ của các bạn. Rất nhiều những cái may mắn phước lành đang được gửi tới rồi, và nó được gửi tới không phải là gọi là may mắn thực sự, mà may mắn đấy nó xuất phát từ những cái nhân mà các bạn đã gieo trồng. Vốn dĩ trong cuộc đời này không có cái gì gọi là may mắn thực sự đâu, tất cả những cái gọi là may mắn nó đều xuất phát từ những cái phước đức mà các bạn đã gieo ấy nhé. Đến thời điểm đấy thì các bạn được nhận thôi. Nên là đến thời điểm này là cái thời điểm mà các bạn đã, những cái gì mà các bạn đã nỗ lực gieo trồng ấy, hãy tiếp tục tin tưởng, hãy tiếp tục gieo tiếp những cái nhân tích cực cho cái khu vườn năng lượng của mình nhé. Và những cái trái ngọt đang nở rộ rồi. Và các bạn cũng được khuyên đây là hãy theo đuổi cái lý tưởng, cái ước mơ khao khát thực sự bên trong của mình, cái sứ mệnh của mình. Đấy, nhiều bạn thời điểm này được kêu gọi là đón nhận cái sứ mệnh của mình rồi. Đấy, nhiều bạn sẽ là cái sứ mệnh rất lớn này. Đấy, giấc mơ, ước mơ khao khát, lý tưởng lớn.
Đấy, mang lại ánh sáng mặt trời rực rỡ, chói chang cho cộng đồng, cho chúng sinh, đấy, cho nhân loại. Hãy tiếp tục lan tỏa những cái năng lượng đó, năng lượng màu vàng này. Đấy. Và hãy bắt đầu một cái hành trình mới nhé, một cái khởi đầu mới. Dù là trong công việc, sự nghiệp, trong vấn đề cuộc sống, trong vấn đề sứ mệnh đường đời, trong tư duy nhận thức hay trong các dạng mối quan hệ. Đấy, thì cái chương mới cuộc đời của các bạn đang mở ra rồi và chương cũ đã khép lại rồi nhé. Hãy sẵn sàng đón nhận tất cả những cái gì được gửi tới. Đừng gọi là bám chấp phải là người này, phải là tình huống này, phải là đối tượng này. Đấy, hãy cứ tiếp tục sẵn sàng tiến lên và hãy tiếp tục lan tỏa làm những cái điều tích cực cho cộng đồng, cho chúng sinh. Đấy, bên cạnh đó, với những cái bạn mà cái giai đoạn vừa rồi đã từng gặp những cái tình huống cú sốc bất ngờ này, những cái sự kiện ngoài mong muốn này, đấy, những cái tác động mang cái tính mạnh này, đấy, những cái sự rung lắc này, đấy, thì cái thời điểm này cũng là cái thời điểm mà các bạn cần phải phục hồi chữa lành nhé. Nhìn mọi thứ với con mắt cao hơn, sâu sắc hơn, thông thái hơn rồi. Đấy, hãy chữa lành tất cả mọi thứ. Mọi cái đến đều để giúp cho các bạn gọi là mạnh mẽ hơn, đi đúng đường hơn, cũng như là nhận ra được những giá trị cao hơn mà thôi. Thời điểm này là thời điểm mà các bạn phát triển cái năng lượng của cái sự tinh tạng, kết nối với năng lượng nữ tính thiêng liêng bên trong. Thậm chí nhiều bạn được khuyên đấy là tìm tới thiền định, tới yoga, tới những cái phương pháp giúp các bạn định được cái tâm lại nhé. Đấy. Và các bạn cũng được các bạn cái thời điểm này, nhiều bạn có cái sứ mệnh đặc biệt liên quan tới việc như mình nói rồi. Một là tâm linh, tinh thần, giá trị, mang lại ánh sáng, soi đường, thức tỉnh cho cộng đồng, cho chúng sinh. Hai là mang lại cái sự bình an, phục hồi, chữa lành cho mọi người nhé. Cho vật, cho đất, cho trời, đấy, cho thế thái nhân tình, cho người. Đấy, thì thời điểm này là cái thời điểm các bạn cần theo đuổi cái đam mê của mình và cần phải lan tỏa làm những cái điều lớn hơn, vĩ đại hơn rồi nhé. Và hãy sẵn sàng đón nhận một cái chương mới nhé. Hãy sẵn sàng khám phá với bất kỳ những cái gì tuyệt vời, phù hợp và vũ trụ gửi tới. Bất kỳ đối tượng nào phù hợp tiến tới với các bạn nhé. Đây này. Đấy, thời điểm này là thời điểm mà các bạn, cái giai đoạn vừa rồi là cái giai đoạn các bạn đã nỗ lực kết nối và xây dựng cái thế giới bên trong của mình đủ đầy trọn vẹn hơn. Thì thời điểm này là thời điểm mà các bạn bộc lộ nó ra để cái đứa trẻ bên trong của các bạn ấy có cơ hội được tỏa sáng, được đĩnh đạt, được tự tin, đấy, bước ra ánh sáng rồi nhé. Hãy bộc lộ con người của mình nhiều hơn. Đấy, đừng bám chấp vào những cái tình huống đấy, đặc biệt những cái bạn mà đang vướng vào những cái mối quan hệ cam kết này, hoặc là những cái tình huống gọi là trói buộc, bế tắc thực tế nào đó này, những cái môi trường hoàn cảnh mà làm cho các bạn bị phụ thuộc, bị cảm giác nặng nề, mệt mỏi này, ngột ngạt này, thì thời điểm này là thời điểm phá tan hết tất cả cái xiềng xích đó ra để làm gì? Tiến về phía trước nhá. Sẵn sàng cho sự thay đổi tích cực. Rất nhiều những nguồn năng lượng, cơ hội, cơ duyên và đối tượng mới đang tuyệt vời, tích cực, phù hợp đang được vũ trụ gửi tới rồi. Hãy sẵn sàng tiến lên và sẵn sàng đón nhận với bất kỳ cái gì tuyệt vời mà vũ trụ sắp xếp nhé. Và hãy giữ vững cái lòng tin, niềm tin tích cực của các bạn. Niềm tin của các bạn sẽ quyết định rằng là cái chương mới của các bạn như thế nào. Hãy tin rằng bạn xứng đáng, hãy tin bạn là linh hồn tuyệt vời nhất nhé. Hãy tin rằng những cái điều thịnh vượng, đủ đầy, trọn vẹn, nó đã tồn tại sẵn ở bên trong của các bạn rồi. Đó, sẵn sàng thỏa hiệp. Và nếu cái đối tượng định mệnh gọi được gọi là định mệnh trong giai đoạn này của các bạn đấy, họ tiến tới với cái sự thỏa hiệp, với cái hành động rõ ràng, với cái việc thể hiện cái tính dương, cái tính trội, cái tính nam một cách cân bằng ấy, một cách cân bằng hài hòa ấy, chứ không phải là cái tính nam độc hại nhé. Đấy, một cái tính nam, một cái cách cân bằng hài hòa rồi đấy, và họ thể hiện được cái sự sẵn sàng thỏa hiệp, sẵn sàng tương tác, sẵn sàng là những người bạn rồi đấy, ngồi đối diện để trao đổi, để nói chuyện rồi, chứ không còn trốn chạy, không còn né tránh nữa, không còn sống trong lớp mặt nạ vỏ bọc nữa rồi. Và các bạn bắt đầu thể hiện cái sự tình yêu thương với nhau rồi. Tình yêu thương với nhé, chưa nhất thiết phải là yêu tình yêu đôi lứa lãng mạn nhé, mà cái tình yêu thương giữa người với người ấy, giữa những người nhà lâu năm gặp, à không phải lâu năm mà một những người nhà đã rất lâu mới gặp lại ấy. Đấy, hoặc là gọi là những cái linh hồn tri kỷ ấy, có cơ hội được giải bày ấy. Đấy, họ bắt đầu cởi mở hơn rồi, thì đó là lúc mà các bạn cũng hãy sẵn sàng thể hiện cái sự cởi mở, dung hòa, hòa hợp để đối diện, để chữa lành, để thấu hiểu nhau, để bao dung, để yêu thương cho nhau và cùng nhau thể hiện cái tình yêu đó ra nhé. Và còn nếu mà không, họ không thể hiện được cái sự sẵn sàng thỏa hiệp này, hoặc là cái tính nam cân bằng ra, hoặc không, họ không có hành động gì, thì hãy yên tâm tiến về phía trước, điều gì đến sẽ đến nhé. Định mệnh, cái mà các bạn tưởng chừng là định mệnh ấy, thời điểm này các bạn tưởng chừng là định mệnh ấy, đến giai đoạn, đến thời điểm ấy mà họ không gọi là thể hiện đúng cái chất định mệnh ra, hoặc là những cái cần của một định mệnh phải có ra ấy,
thì đấy chưa thực sự là định mệnh của các bạn đâu. Đó, đôi khi các bạn đang bị cái tâm trí nó bị bám chấp, bị ảo tưởng quá đấy, hoặc là bị những cái sợi dây nghiệp lực đấy, những cái sợi dây cảm xúc nó lừa mất cái sự sáng suốt bên trong của các bạn ấy. Nên là hãy sẵn sàng tiến về phía trước nhé. Điều tích cực chào bạn là phía trước chứ không phải là ở phía sau đâu ạ. Rồi, cuối cùng với những bạn mà gọi là dù các bạn là người đến trước hay người đến sau nhé, nhưng nếu đây là người đấy, và các bạn gọi là ở trong cái kết nối mà không nhận được tình yêu, thì mình cứ gọi đây là yếu tố thứ ba nhé. Đấy, đây 80% sẽ là một đối tượng, một người, còn 20% sẽ là về công việc, vật chất, tiền bạc. Thì bây giờ Tuấn sẽ nói về trường hợp là nếu mà đây là một người và các bạn đang ở trong cái trường hợp là người thứ ba như thế này nhé, thì cái lối thoát nào dành cho các bạn. Trước tiên đây, cái thời điểm này nó là cái thời điểm mà các bạn cần phải quay vào bên trong nhiều hơn nhé. Giai đoạn trước kia nó là cái giai đoạn các bạn hướng ra ngoài quá nhiều, các bạn sống bằng quan niệm xã hội, bằng lập luận, bằng lý trí, bằng phân tích đúng sai quá nhiều đấy. Hay là các bạn gọi là cũng là những cái người có cái tôi cao đấy, những cái người thông minh, tự tin đấy, đôi khi hơi lạnh lùng, hơi thẳng tính, hơi sắt đá quá đấy. Thì dù các bạn mang cái năng lượng nào thì cái năng lượng khí cái thời điểm vừa rồi nó cũng là cái năng lượng ảnh hưởng tới các bạn. Và thời điểm này nó là cái thời điểm các bạn cần phải tĩnh lại, quay vào bên trong, nhắm mắt này, người này nhắm mắt này đấy, nhắm mắt lại, quay vào bên trong đấy, để cho những cái năng lượng tách mình ra khỏi những cái năng lượng khí này đấy, để mà lắng nghe cái sự dẫn dắt, cái ý nghĩa bài học và cái thông điệp bên trong muốn nói cho mình là gì. Đây này, thực ra ấy, cái đứa trẻ bên trong của các bạn ấy, nó đang ở trong cái năng lượng của cái sự trói buộc, của cái sự ngột ngạt nhé. Bên trong của các bạn đầy bóng tối, đầy cảm giác phụ thuộc, lo sợ, sợ hãi, nghiện ngập, bám chấp. Đấy, dù bên ngoài của các bạn có tự tin, có tỏa sáng, có thu hút như thế nào đi chăng nữa, thì bên trong của các bạn thực ra cũng đầy những cái cảm giác bất an, cái cảm giác tối tăm, cô đơn, trống trải. Chính vì thế nên là các bạn luôn luôn cố gắng lao ra bên ngoài, dùng cái năng lượng khí của mình để tìm kiếm, để phân tích, để đòi hỏi, tìm ở một môi trường, một hoàn cảnh, một đối tượng nào đó cho mình được cái cảm giác của bớt cô đơn đấy, bớt trống trải, hoặc cảm giác được cảm thấy có giá trị, được tôn trọng, được yêu thương, được quan tâm đấy. Và đôi khi lâu ngày những cái đòi hỏi đó, những cái nhu cầu đó đấy, mỗi ngày nó lại một lớn hơn và nó tạo thành cái sự trói buộc nhé. Cái trói buộc này vốn dĩ nó đang là trói buộc ở bên trong của các bạn rồi đấy, trong nó mới thu hút cái cảnh bên ngoài. Tâm sao thì cảnh mới vậy. Cái tâm của các bạn vốn dĩ là nó đã bị cái trói buộc năng lượng tối như thế này rồi đấy, nhưng các bạn không nhìn ra, hoặc là các bạn không dám đối diện, chuyển hóa, không chịu nâng cấp, chữa lành. Đấy, thì cái năng lượng đó mà các bạn cứ cố vươn ra ngoài đấy, để gọi là hướng tới điều tích cực, để tìm một cái gì đấy bù đắp lại đấy, lâu ngày nó mới thu hút cái kết quả, cái tình huống, cái môi trường đấy, nó tạo ra cái cảm giác trói buộc, ngột ngạt cho chính các bạn và cho cả đối phương của các bạn nữa, cho những cái hoàn cảnh xung quanh của các bạn nữa, thậm chí cho cả những đứa con, cho những cái người tiếp xúc với các bạn nữa cơ đấy. Một cái sự gọi là trói buộc, một cái sự gọi là hơi gia trưởng, hoặc là nói chung là nó thiên về cái sự đấu tranh giữa cái tôi đấy, giữa được mất hơn thua, giữa tính toán đấy, giữa cao thấp, giữa toan tính đấy. Nó thiếu đi cái kết nối về mặt cảm xúc, về mặt linh hồn, về mặt tâm linh đấy. Và chính cái năng lượng đó lâu ngày nhé, nó tạo ra một cái sự trói buộc ngột ngạt, và đến thời điểm đấy, giọt nước tràn ly, duyên đủ, số đủ, bài học đến lúc phải học, phải thi, thì vũ trụ sẽ sắp xếp một cái nhân duyên nào đó khác, hoặc một cái tình cảnh bất ngờ nào đó khác xảy tới đấy. Và lúc đó không nhận ra thì chúng ta sẽ tham, sẽ trách rằng là cuộc đời thế này, cuộc đời thế kia, rồi thì thay lòng đổi dạ,
rồi thì cuộc đời quá bất công, đấy, tôi cái gì hết lòng hết dạ với anh thế này hoặc là với em thế này, nhưng mà tại sao lại nhận được cái sự phản bội? Nhưng thực ra dù các bạn có hết lòng hết dạ, các bạn cho đi quá nhiều, hướng ra đi quá nhiều, hoặc là cái tâm trí của các bạn tìm kiếm đòi hỏi quá nhiều ấy, thì đấy, nó có là cái gì đi chăng nữa thì các bạn vẫn đang có cái xu hướng đấy, cho ra ngoài đấy, vươn ra ngoài đấy. Và các bạn trốn chạy đi việc đối diện, chuyển hóa những cái bên trong, những cái góc tối bên trong đó. Thì dù các bạn cho đi là tình yêu, là sự bao dung, là sự chăm sóc, hay nó là sự đòi hỏi, là cái tôi đấy, là những lập luận đanh thép, là sự ngột ngạt, thì tất cả những cái điều đó là đều xuất phát từ cái vấn đề bên trong của các bạn trước nhé. Thế là thời điểm này nó là thời điểm mà các bạn cần phải quay vào bên trong để làm gì? Đối diện lại rồi nhá, nhìn ra vấn đề rồi đấy, để yêu thương đứa trẻ bên trong, để giải thoát cái đứa trẻ bên trong ra khỏi những cái trói buộc này, mang cái ánh sáng, tìm lại, không phải mang mà tìm lại cái ánh sáng từ bên trong của các bạn trước đấy. Soi sáng cái góc tối bên trong của các bạn đấy. Tìm lại, chữa lành cái cảm giác cô đơn, cái cảm giác trống trải, cái cảm giác thiếu công nhận, thiếu an toàn từ chính bên trong của các bạn trước. Các bạn phải là người yêu thương bản thân mình đủ đầy trọn vẹn trước nhá. Cái thế giới bên trong của các bạn phải tỏa sáng rực rỡ trước đấy. Thì lúc đó những cái đối tượng, những cái tình huống đấy, đến cho các bạn cảm giác yêu thương đủ đầy trọn vẹn mới xuất hiện được. Cảnh sẽ tùy tâm chuyển đây này, quay vào bên trong và tìm lại cái ánh sáng chân lý, cái ngọn lửa đam mê từ bên trong của mình. Bên trong của các bạn là một cái chân trời, một cái vương quốc đầy ánh sáng, đầy màu sắc. Và bên trong của các bạn cũng là những cái người rất có nhiều lý tưởng, hoài bão, ước mơ lớn đấy. Cái thời điểm này đó là cái thời điểm mà các bạn cần phải tìm ra cái chân lý, cái ánh sáng thực sự nhá. Cái sự thật thực sự từ bên trong của mình và trong cái tình huống mà các bạn đang gặp đấy. Sự thật là gì? Đấy, sự thật không chỉ ở cái con mắt vật lý nhá, ở cái cảm nhận vật lý, mà còn từ cái sự thật ở vật lý đấy, các bạn còn nhìn ra sự thật có mắt tâm linh nữa, ở góc nhìn tâm linh nữa đấy. Tại sao các bạn lại thu hút cái sự thật vật lý đó, cái tình huống đó, cái kết quả đó, cái nghịch cảnh đó, cái cảm giác đớn đau cùng cực đó, ngột ngạt bế tắc đó, nó đều xuất phát từ bên trong trước nhé. Hãy tìm về, hãy nhìn ra vấn đề ý nghĩa đây này, hãy kết nối với năng lượng nữ tính thiêng liêng bên trong của các bạn nhé. Dù các bạn ở bất kỳ giới tính nào thì cái giai đoạn vừa rồi nó là cái giai đoạn mà các bạn hướng ra bên ngoài quá nhiều, thì bây giờ hãy hướng vào bên trong, hãy tìm lại cái sự thông thái này, lỗ vô cực này, tìm lại cái sự thông thái từ bên trong của các bạn, hãy làm chủ vận mệnh cuộc đời của mình, hãy xây dựng cái thế giới nội tâm bên trong của mình nó vững vàng nhất, ổn định nhất, yêu thương nhất đấy, và hãy lan tỏa những cái điều tích cực đó ra nhé. Này, đặc biệt nhiều bạn là trong vài tuần vừa rồi đấy, những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái tầng cảm xúc, những cái sự kiện làm cho các bạn cảm thấy căng thẳng, ngột ngạt đấy, lặp đi lặp lại ấy, nó kiểu cảm giác như gia tăng trầm trọng hơn đấy, hoặc là thôi thúc các bạn phải tìm ra một cái sự thật nào đó, một cái câu trả lời nào đó, hoặc là trực giác của các bạn bên trong mách bảo cái gì đó, thì đó đôi khi đúng là những cái mà các bạn cần đấy, nhưng nó không chỉ dừng lại ở nhìn ra một cái kết quả, một cái câu trả lời ở hoàn cảnh thực tế này, mà nó còn là một cái sự thôi thúc để các bạn nhận ra sự thật sâu hơn từ bên trong của các bạn nữa nhé. Đây này, cái bài học về cảm xúc lãng mạn yêu thương, luôn luôn tìm kiếm đòi hỏi một cái cảm xúc lãng mạn yêu thương từ bên ngoài đấy, nhưng các bạn không thực sự đấy, cảm giác được cái cảm giác yêu thương lãng mạn từ đối phương, thậm chí từ những cái người mà các bạn gọi là cam kết an toàn hoặc là gia đình đấy, hôn nhân nhé. Bởi vì vốn dĩ các bạn thiếu đi cái cảm giác yêu thương lãng mạn với chính đứa trẻ bên trong của các bạn, với chính mình rồi, thì làm sao các bạn phát ra cái gì thì các bạn thu về cái đấy. Các bạn có cái tình yêu thương với chính mình đâu mà các bạn đòi hỏi kết gặp được một cái tình huống người ta cũng yêu thương các bạn. Cái các bạn phát ra là sự ngắt kết nối, là sự cô đơn, là sự trói buộc. Thì rõ ràng cái cảnh thu về cũng sẽ là sự ngắt kết nối, sự cô đơn, sự trói buộc, ngột ngạt. Nó chỉ mang tính hình thức mà thôi. Đấy. Thế nên là thời điểm này là thời điểm mà các bạn cần phải tìm kiếm ra sự thật rồi nhá. Tìm kiếm ra sự rõ ràng rồi. Đấy. Sự rõ ràng, sáng suốt từ chính bên trong linh hồn của mình mới là quan trọng nhất. Câu trả lời bên trong của mình mới là quan trọng nhất. Và lời khuyên cho các bạn đấy là đôi khi nếu đã cảm thấy thực sự đến thời điểm đấy, thì hãy học hỏi, bước đi với tinh thần hỗ trợ nhé. Cố gắng níu kéo trói buộc đôi khi nó lại là tiếp tục bài học ngột ngạt. Thời điểm này hãy xuôi dòng để mọi thứ tự nhiên. Cái gì cần đến sẽ đến, cái gì cần đi sẽ đi, cái gì là của mình thì sớm hay muộn nó cũng sẽ trở về với mình. Còn cái gì vốn đã không là của mình, có cố trói buộc ấy,
sớm hay muộn đấy nó cũng sẽ rời đi thôi, không thì nó sẽ là cái gì cực kỳ kinh khủng, cùng cực, giam cầm đó. Thì hãy nhìn nhận vấn đề với cái tinh thần, cái sự hỗ trợ, nâng cấp, sẵn sàng đối diện, hay là tính tự nhiên tự phát, hay để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Bạn vượt ra khỏi những ràng buộc của tâm trí, đón nhận tình huống mới một cách tự do và đầy yêu thương, thấy chưa? Hãy sẵn sàng đón nhận bất kỳ cái kết quả gì đó đến với con mắt của cái sự yêu thương thông thái nhé, và sẵn sàng bước đi với bất kỳ cái kết quả như thế nào với cái sự cân bằng yêu thương đúng đắn thôi thúc từ bên trong của các bạn. Lời khuyên cho các bạn đấy là nghĩ thoáng lên và tận hưởng đi nhé. Bất kỳ cái gì đến nó đều giúp cho các bạn nghịch cảnh đến ấy, nó giúp cho các bạn nhận ra đúng, hoàn thành đúng, nâng cấp đúng đấy, và chuyển sang một cái chương mới của thực sự trọn vẹn hạnh phúc và an yên đấy. Nên là hãy tận hưởng đi, hãy sẵn sàng đón nhận một cái chương mới của cái sự tích cực tuyệt vời đi. Cả ba bạn ở đây, nếu là mối quan hệ ba người thì cả ba bạn ở đây đều đang sự trong một cái giai đoạn chuyển giao những cái chương cực kỳ lớn nhé. Đấy, còn trong trường hợp nếu đây không phải là một người, mà đây là nó mà là một cái thế giới vật chất, là công việc, là gia đình, là tư tưởng, là quan niệm xã hội, hay là một cái sự trói buộc nào trong cái thế giới vật chất ấy. Đấy, thì cái thời điểm này nó cũng là cái thời điểm mà các bạn cần phải buông bỏ đi những cái hàng rào trói buộc từ chính trong suy nghĩ tâm trí của mình, hay từ trong những cái quan niệm bên ngoài, từ gia đình, từ xã hội, từ những cái hàng rào bên ngoài đi. Tất cả những cái đấy nó không có thật, quay vào bên trong. Đấy, các bạn sẽ tìm ra được cái câu trả lời đúng đắn nhất. Đây là dành cho những cái bạn nào mà đang ở trong cái tình huống gọi là bị cái tình huống vật chất này trói buộc nhé. Đấy, có vẻ thiên về những cái bạn vua kiếm ấy, cái bạn mang năng lượng vua kiếm ấy, lại đâu đồng bằng thứ năm thì ở đây này, có vẻ thiên về những cái bạn đang thiên về cái thế giới vật chất hơi nhiều ấy. Đấy, hoặc là kể cả các bạn mang năng lượng tâm linh kia nhưng mà cũng có thể đang bị trói buộc vào thế giới vật chất ấy. Thì dù là các bạn ở giới tính nào hoặc là nguồn năng lượng nào thì cái thời điểm này cũng cần phải buông bỏ bớt cái suy nghĩ, cái nỗi sợ của thế giới vật chất vô hình. Đấy, liệu mình đi theo sự thôi thúc bên trong, hành động theo sự mách bảo của trực giác, hoặc là nắm giữ cơ hội này, đấy, hoặc là thể hiện ra nhiều hơn, thì mình có mất tất cả không, hoặc là mình có sai lầm không, hoặc là mình có nhận được sự đồng ý không. Đấy, tất cả những cái đấy đều là nỗi sợ vô hình của các bạn thôi nhé. Đấy, các bạn khẳng định với các bạn, khi mà các bạn đã lựa chọn đúng cái sự thôi thúc bên trong, những cái định nắm giữ cái định mệnh của các bạn, cái vận mệnh của các bạn ấy, thì các bạn sẽ có tất cả nhé. Nó đủ đầy, nó trọn vẹn hơn và nó đúng hơn. Đấy, đúng hơn rất nhiều. Thậm chí nhiều bạn mà đã ở trong những cái thành tựu rất lớn trong cuộc đời, trong thế giới vật chất này rồi, thì các bạn sẽ chuyển được sang từ lớn sang vĩ đại nữa cơ nhé. Nên là hãy yên tâm. Đấy, định mệnh của các bạn xuất hiện đều có ý nghĩa cực kỳ tuyệt vời đó. Và đôi khi là dù các bạn cái nỗi sợ của các bạn ngăn cản các bạn bước đi lựa chọn nắm giữ cái định mệnh này ấy, đấy, thì vũ trụ cũng sẽ gửi những cái tác động để cho các bạn, đến khi các bạn lỡ rồi ấy, vũ trụ sẽ gửi những cái bài học thật đau để cho các bạn nhận ra được rằng là đấy, cái nỗi sợ của các bạn ấy nó chính là cái hại các bạn nhé. Chỉ cần vượt qua được thôi thì các bạn sẽ bước sang thiên đường, nhưng mà không vượt qua được thì đôi khi là phải xuống địa ngục ấy, đấy, kiểu như vậy. Và vũ trụ sẽ, nếu mà các bạn bỏ lỡ thì vũ trụ sẽ để cho các bạn nhận ra thật sâu cái ý nghĩa bài học này. Bởi vì đôi khi cái bài học này nó không chỉ là trong cái kiếp này đâu, và đây là bài học học lại rồi mà lại tiếp tục không học nữa thì sẽ rất đau ấy. Đấy, thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà hãy sống với đam mê của mình, hãy giải thoát mình ra khỏi những cái trói buộc ấy của xiềng xích, của gia đình, của tư tưởng, quan niệm, lỗi thời, đấy, tiêu cực, những cái nguồn năng lượng tối đấy. Giải thoát mình ra khỏi tất cả những cái điều đó nhé. Hãy tự mình giải thoát, và cái nào là tối, cái nào là sáng thì chỉ có bên trong của các bạn mới có thể cho các bạn câu trả lời đúng nhất thôi. Hãy tìm về sự cân bằng, các bạn sẽ biết được đâu là tối, đâu là sáng, đâu là phù hợp, đâu là không phù hợp, đâu là tình yêu, đâu là nỗi sợ, đâu là thực tế, đâu là ảo ảnh nhé. Cái sự cân bằng thông thái bên trong sẽ chỉ cho các bạn đó. Và khi mà đã gọi là tự mình cắt đứt được những cái trói buộc này rồi, nhìn ra vấn đề rồi đấy, thì hãy theo đuổi đam mê của mình, hãy nắm vững cái đam mê của mình đấy. Đấy, hãy sẵn sàng nắm giữ cái định mệnh này nhé. Đấy, đặc biệt đấy có thể là một cái đối tượng rất trộn năng lượng tính nữ thiêng liêng nhé, cái năng lượng đầy sức mạnh, đầy uy quyền đấy, nhưng mà cũng đầy mềm mại, khéo léo. Và có vẻ khi mà các bạn kết hợp ấy, âm dương kết hợp này đấy,
các bạn sẽ tạo ra, gọi là các bạn có thể tạo ra những cái điều cực kỳ vĩ đại ấy. Và phải hai bạn ghép vào với nhau thì hai bạn mới có thể tạo ra được cái điều vĩ đại nhé. Hai mảnh mới ghép được vào với nhau mới tạo được, mới chạm được vào cái điều vĩ đại đấy. Và mới giải quyết được những cái khó khăn bế tắc mà cái giai đoạn trước kia mà các bạn đang gặp này. Đấy, đây còn có thể là cái giai đoạn khoảng tầm cái thời gian trước đây 1 năm hoặc hơn 1 năm trước đây ấy, mà các bạn liên tục rơi vào những cái tình huống của năng lượng xấu, những cái xui rủi, những cái vận rủi, những cái tai bay vạ gió, hoặc là những cái sự kiện chấn động kinh thiên động địa, sinh ly tử biệt ấy. Đấy. Thì đây là có thể là những cái dấu hiệu cực kỳ mạnh mẽ mà vũ trụ gửi đến cho các bạn đấy, là cần phải có một cái sự chuyển hóa từ bóng tối sang ánh sáng rồi nhé, từ bóng tối sang ánh sáng đấy. Từ những cái thiên về thế giới vật chất, lý trí, logic, nỗi sợ, sang những cái về đam mê, về soi đường, dẫn lối, về lan tỏa, về phụng sự, về mang điều tích cực rồi. Đấy. Cần thực sự nghiêm túc cân nhắc ấy. Đặc biệt là nhiều bạn trong vài tuần trở lại đây ấy, liên tục đấy, có những cái suy nghĩ căng thẳng, hoặc là những cái dấu hiệu thôi thúc các bạn làm một cái gì đấy. Đấy. Hoặc là có những cái dạng bài học khó khăn nó đến nhiều hơn ấy, để các bạn nhận ra ấy. Thì tất cả những cái dấu hiệu đó nó đều để giúp cho các bạn nhận ra cái cảm xúc thực sự, cái đối tượng cho các bạn cảm xúc lãng mạn yêu thương ấy. Nhá. Hãy tìm lấy cái sự rõ ràng từ bên trong của các bạn và hãy hành động đúng hơn. Và khi mà các bạn đã sẵn sàng hành động lựa chọn rồi thì hãy hành động với cái tinh thần của cái sự hỗ trợ, của cái sự nỗ lực, cố gắng, trân trọng và yêu thương. Dù các bạn ở bất kỳ vị thế nào, các bạn có sự cách biệt về cái thế giới vật chất này hay không, về địa vị, về quan niệm, về văn hóa, về sắc tộc hay về như thế nào, thì các bạn đều là những thành viên trong gia đình linh hồn. Ở cái cấp độ cao nhất, các bạn đều là gia đình của nhau và là những linh hồn đặc biệt quan trọng của nhau nhé. Và các bạn có cái sự tương đồng nhất định. Đấy, nên là đừng lo lắng rằng, thứ nhất là đừng gọi là làm cái gì ảnh hưởng tổn thương tới nhau. Thứ hai là đừng thể hiện, đừng tự cho rằng mình cao hơn đối phương. Đấy. Và thứ ba cũng đừng tự nghĩ rằng là mình thấp hơn đối phương. Đấy, các bạn có cái sự tương đồng, đồng điệu, hòa hợp, đã gọi là định mệnh. Thì các bạn nhất, mỗi bạn sẽ mạnh ở một điểm, nhưng các bạn sẽ nhìn tổng thể chung, các bạn sẽ là những mảnh ghép quan trọng nhất, cân bằng nhất và phù hợp nhất dành cho nhau. Nên là hãy yên tâm, đừng để nỗi sợ, lo lắng nó kìm chân các bạn nhé. Hãy hành động đi, hãy lắng nghe cái sự dẫn dắt và hãy để mọi thứ xuôi dòng đi nhé. Đấy. Vũ trụ đã thôi thúc rồi, mọi thứ đang xoay chuyển các bạn đến đâu thì hãy cứ thế mà bước đi, mà tiến tới, mà chinh phục, nghĩ thoáng lên và tận hưởng đi nhé. Đừng để cho mọi cái nó kìm chân nữa. Và đây sẽ là thông điệp chữa lành cuối cùng cho trải bài ngày hôm nay. Đầu tiên, bình an từ tôi. Bình an từ tôi. Rồi, nếu không có bình an từ tôi, sẽ không có bất cứ sự bình an nào trong các mối quan hệ, trong cách tôi nhìn nhận sự việc, trong những hành động tôi làm cho người khác. Chỉ khi tôi bình an, tôi mới có thể lan tỏa những rung động đó đến với mọi người. Giống như một cái cây, nó chỉ cần ở đó là đã mang lại bóng mát, sự trong lành và là chỗ dựa cho những người xung quanh. Thấy chưa? Dù cái thời điểm này nhé, các bạn là vua kiếm, các bạn là vua kiếm, các bạn là người định mệnh, hay các bạn là nhân vật người thứ ba đâu rồi, các bạn là nhân vật người thứ ba đi chăng nữa, thì tất cả các bạn đều cần phải tìm về cái sự bình an từ chính bên trong của mình trước. Và vấn đề nó đang xảy ra vì các bạn đang thiếu tính kết nối, thiếu sự bình an cân bằng từ chính bên trong của mình, thiếu sự yêu thương trân trọng từ chính bên trong của mình nhé. Các bạn luôn luôn vươn ra ngoài quá nhiều, để nỗi sợ chi phối quá nhiều, nên tất cả cái thời điểm này cần phải tìm về cái sự bình an từ bên trong tâm của mình trước, dù các bạn ở là cái đối tượng nào. Và phải có cái sự bình an từ bên trong của các bạn trước thì các bạn mới có thể làm cái gì thì làm, hành động cái gì thì hành động, các bạn mới có thể gặt hái được những kết quả tích cực được nhé. Đấy, nếu mà các bạn vốn dĩ không có cái sự bình an từ bên trong ấy, thì tất cả những cái gì các bạn gọi là làm cho người khác, hỗ trợ giúp đỡ, dù với cái hình thức danh nghĩa là tình yêu, đấy, là sự quan tâm chăm sóc, thì ẩn khuất trong đấy nó vẫn là cái sự rung lắc, cái bất an, ngột ngạt, trói buộc nhé. Cái năng các bạn không thể cho đi sự bình an khi các bạn không có sự bình an từ bên trong được. Các bạn chỉ cho đi cái các bạn có mà thôi nhé. Các bạn chỉ có thể cho đi được cái các bạn có mà thôi, các bạn không thể cho đi được cái các bạn không có được. Không có lấy cái gì mà cho, đúng không ạ? Cái bên trong của các bạn là hỗn loạn, là rung lắc, thì dù cái hình thức bên ngoài có tưởng là bình an nhưng nó cũng không hề, cái năng lượng nó cũng không thể dối gạt được.
nhé. Nên là cái thời điểm này tất cả phải tìm về sự bình an từ bên trong tâm của mình trước. Và khi mà các bạn tìm được sự bình an từ trong tâm rồi thì hãy lan tỏa những cái điều đó một cách tự nhiên nhất đến những người xung quanh với năng lượng tích cực, với tình yêu thương, với sự chân thành, hỗ trợ. Và đôi khi các bạn đã có sự bình an rồi, các bạn chẳng cần phải làm gì đâu. Các bạn chỉ cần ở đó, xuất hiện ở đó. Cái sự xuất hiện của các bạn đấy, nó cũng mang lại cái sự bình an cho mọi người, cho chúng sinh, cho cộng đồng. Hãy tìm được sự bình an nhé. Các bạn sẽ vượt qua được tất cả những cái giai đoạn này và hành động được đúng. Rồi, cuối cùng đấy là thả lỏng. Tôi thả lỏng và quy phục cuộc đời dựa trên sự hiểu biết rằng sự vận hành của cuộc đời này vĩ đại và thông tuệ hơn gấp nhiều lần tư duy của tôi. Trong khi tư duy của tôi chỉ giới hạn trong những thứ đã biết, thì cuộc đời mở ra vô vàn khả năng. Tôi tin rằng cuộc đời đã có một kế hoạch cho tôi và việc của tôi là tận hưởng từng phút giây này. Thấy chưa? Lại liên quan đến tận hưởng này. Thời điểm này thả lỏng đi, xuôi dòng, tin tưởng đi. Dù các bạn lại một lần nữa, dù các bạn ở bất kỳ vai diễn nào, vua kiếm, người định mệnh hay người thứ ba, thì hãy sẵn sàng xuôi dòng. Thời điểm này nó thời điểm bắt buộc phải thay đổi rồi, đừng cố chống lại sự thay đổi. Cả ba bạn đều trong cái giai đoạn chuyển giao, khép lại chu kỳ cũ và mở ra chu kỳ mới rồi nhé. Nên là đừng chống lại sự thay đổi, hãy sẵn sàng đón nhận bất kỳ một cái kết quả nào, một cái điều gì đến, và hãy xuôi dòng nhé, để vũ trụ sắp xếp xoay vần, và hãy tôn trọng tất cả những cái kết quả, cái quyết định nào. Đấy, đừng quá bám chấp, than vãn, vùng vẫy, trói buộc. Đấy, hoặc là lo sợ, phân vân, hoặc là chờ đợi, mong ngóng, bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ đi. Hãy sẵn sàng đón nhận, hãy sẵn sàng hành động, hãy sẵn sàng bước đi, hãy sẵn sàng buông bỏ, hãy sẵn sàng chữa lành, hãy sẵn sàng thấu hiểu và bao dung bằng sự thông thái, bằng sự cân bằng và bằng tình yêu thương vô điều kiện bên trong của các bạn. Bởi vì có thể là thời điểm này các bạn nghĩ rằng cái kết quả không như ý xảy ra đấy, nó làm các bạn sẽ cảm thấy mất rất nhiều, hoặc là cái tương lai của các bạn sẽ rất kinh khủng, hoặc là sẽ cảm thấy khó khăn, cùng cực, hoặc là cô đơn trống trải, hay là như thế nào đấy. Thế nhưng mà không phải nhá. Yên tâm đi, bởi vì cái bộ óc của các bạn ấy, dù các bạn có là một vĩ nhân nhá, có là những nhà khoa học lỗi lạc đấy, có là những doanh nhân đại tài đấy, thậm chí là sức ảnh hưởng lên toàn thế giới nhá, tiền để chết người, hay là những gọi là vị lãnh tụ, gọi là bậc, gọi là những người cầm quyền đấy, trong chính trị hay là bất kỳ những cái gì đi chăng nữa, thì cái bộ óc của chúng ta cũng chỉ là mới là bộ óc của một linh hồn đấy, và đang trong vai diễn của một con người mà thôi nhé. Chúng ta có sáng tạo tài năng đến mức độ như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể so được với sự sáng tạo vĩ đại của vũ trụ được. Chính vì thế nên là hãy tin tưởng, quy phục, xuôi dòng. Cái gì đến nó đều do mình mà đến đấy. Cái gì cần đi nó đều đến thời điểm cần đi rồi. Cái gì gọi là bài học, nỗi đau, xung đột đấy, nó đều phục vụ những cái ý nghĩa đúng hơn cho mình, và giúp mình gọi là thứ nhất trả bớt những cái nghiệp, thứ hai nhận ra bài học, thức tỉnh sáng suốt hơn, hoàn thiện hơn. Hãy nhìn mọi thứ với cái sự thả lỏng, xuôi dòng, chuyển hóa đấy, và tiến lên nhé. Xuôi ở đây không có nghĩa là buông bỏ nhé, là buông xuôi, là thờ ơ. Và xuôi ở đây có nghĩa là cần phải có cái sự cân bằng, tĩnh tại, thấu thải, thấu hiểu quy luật của thế thái, nhân tình, của thời thế, của vũ trụ, của vận mệnh, của cuộc đời. Đấy. Bằng cả cái kiến thức, tâm trí, bằng sự thông minh, đầu óc, lẫn sự thông thái, sâu sắc, tĩnh tại của linh hồn ở bên trong. Đó, thì khi đó các bạn sẽ biết cách xuôi dòng như thế nào. Đấy. Gió đang ngược thì mình sẽ thu lại. Đấy. Chờ bão tan. Thế thì mình sẽ hành động tiếp, hoặc là thậm chí mà bão đang căng thẳng thì hãy có đủ tài năng, sức mạnh, nguồn lực thì tận dụng cả sức bão đấy, để làm những cái điều vượt ngoài sức tưởng tượng nữa đấy, biến bão thành động năng chẳng hạn đấy. Còn đến cái thời điểm mà biết là thời thế xuôi dòng thuận lợi thì căng buồng thật cao, thật mạnh, tiến thật xa đấy. Hoặc là đến cái thời điểm đứng trước những cái sự lựa chọn phân vân ấy, đấy, thì cái sự thông thái sẽ giúp cho các bạn biết rằng là thời thế này cần thay đổi như thế nào, thông điệp bài học là gì, đấy, bước đi như thế nào mới là đúng, đấy, sẽ có ích cho tương lai, hoặc là sẽ tiến xa vững vàng cho tương lai đấy. Hoặc là thời điểm này cái nỗi sợ trước mắt nó chỉ là những cái ảo ảnh thôi đấy, cái gọi là cái lợi ích trước mắt ấy, đôi khi nó lại là cái thuốc độc cho tương lai,
Đấy, còn cái gọi là trái đắng trước mắt đôi khi nó lại là phần thưởng ngọt ngào tuyệt vời trong tương lai thì sao? Đấy, nên là cái sự thông thái bên trong, cái trực giác bên trong sẽ là cái kim chỉ nam và là người thầy dẫn đường cực kỳ hiệu quả, tuyệt vời cho các bạn. Nên là hãy cân bằng và lắng nghe sự dẫn dắt bên trong nhiều hơn, cũng như tin tưởng xuôi dòng nhiều hơn. Nhớ nhé, xuôi dòng chứ không phải buông xuôi nhé. Xuôi dòng vẫn là phải gọi là nương theo thời theo thế đấy, đấy chứ không phải là buông xuôi đâu. Bởi vì tư duy của các bạn thì giới hạn cho những thứ đã biết, nhưng mà cuộc đời thì sẽ mở ra vô hạn những khả năng cho các bạn đấy. Dù là các bạn đang ở trong cái vai diễn nào, đấy, thì cái chương mới, cái sự sắp xếp mới, khi các bạn xuôi dòng thuận theo tự nhiên, chấp nhận tất cả mọi thứ xảy tới, đấy, hành động đúng theo sự thôi thúc bên trong, thì yên tâm cái chương mới chắc chắn sẽ là một cái chương của tích cực, của trọn vẹn, của hạnh phúc và tuyệt vời dành cho tất cả các bạn đấy ạ. Rồi ạ, hy vọng rằng là trải bài vừa rồi sẽ góp một phần nào đó gọi để cho mỗi người, hãy dù các bạn đang ở cái vai diễn nào, ở cái hoàn cảnh nào, đấy, ở cái tình huống nào, đấy, thì các bạn cũng sẽ ít nhiều tự tìm ra được cho mình những cái hướng phát triển, những cái cách giải quyết đối diện, đấy, hoặc là cách nhìn nhận hành động trong thời điểm này một cách phù hợp tích cực nhất. Đó. Chúc cho tất cả các bạn có thể hoàn thành bài thi này một cách trọn vẹn. Bởi vì chỉ cần hoàn thành bài thi này một cách trọn vẹn thôi. Đấy. Cái chương tiếp theo nó sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều phước báu và sự tuyệt vời đấy ạ. Rồi ạ, nếu mà các bạn cảm thấy hay và đúng với câu chuyện của mình thì các bạn hãy để lại một like và một bình luận ở dưới video để chúng ta hiểu nhau hơn nhé. Cũng rất hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho kênh bằng cách đó là nhấn theo dõi, cộng với chuông thông báo và một nút chia sẻ để giúp cho những người đang cần tới những thông điệp như thế này có thể kết nối được ạ. Bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại nhé.